Thế thì tôi nhìn vào, tôi nhìn vào đâu, nhìn vào kính hay nhìn vào cái chân máy hay nhỉ? Nhìn chỗ nào? Nhìn chỗ nào? Ông nhìn vào cam mà không biết đây này. Đoạn. Đây gì? Ông nên nói đi. Hello, xin chào các bạn, mình là Tuấn Anh. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái chủ đề về một cái lĩnh vực là 3D. Như các bạn đã biết, kiến trúc sư của chúng ta có một cái phần mềm khá là đặc biệt và hay, đó chính là phần mềm Lumion. Đây là một phần mềm và vệ sinh đóng cửa lại nhanh lên đừng để tôi nhìn thấy mặt cùng cột đấy, cột hết cả cái cảm xúc ấy. Vấn đề đầu tiên chúng ta gặp phải đó chính là zoom vật thể bị trượt. Nếu mà các bạn nào mới vẽ SketchUp thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là cái việc này nó rất khó chịu. Còn nếu như chúng ta vẽ chuyên nghiệp rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc chúng ta xoay con chuột giữa này và đối tượng nó phóng to hay thu nhỏ một cách rất là nhanh như thế này thì nó sẽ khá là tiện cho các bạn, đúng không? Nếu các bạn không quen với cái này thì chúng ta có thể tắt nó đi nhá. Thực ra đây nó là một loại plugin mà thôi. Để mà tắt cái chế độ này đi thì chúng ta làm như sau. Các bạn vào trong phần Edition, các bạn tìm đến cho mình đề mục AMS Smooth Zoom và các bạn ngắt kết nối đi cho mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ không còn bị cái hiệu ứng đó nữa, đúng không? Chúng ta lăn chuột đến đâu thì đối tượng zoom to đến đó, đúng không? Nếu mà các bạn mới vẽ phần mềm SketchUp thì chúng ta nên để chế độ này để cho cái việc mà kiểm soát đối tượng phóng to thu nhỏ nó được linh hoạt hơn. Còn nếu như bạn nào đã quen rồi thì chúng ta có thể vào cho phần Extension và chúng ta tích vào nút này, tích vào đây để bật cái chế độ này lên. Khá là nhanh khi các bạn zoom, đúng không ạ? Ở đây tôi chỉ xoay con chuột giữa một nhịp, đối tượng đã phóng to lên, và tôi xoay con chuột giữa lùi một nhịp. Đó, các bạn thấy không ạ? Chúng ta có thể zoom vào đối tượng rất nhanh. Nice. Một số bạn không muốn cái plugin này nó sử dụng nữa thì các bạn hoàn toàn có thể vào trong phần Windows Extension Manager. Các bạn tìm đến cho mình đề mục AMS Zoom nhé. Chúng ta tích vào cái kiểm này. Lúc này chúng ta đã ngắt kết nối của plugin này. Vì vậy khi chúng ta bật phần mềm SketchUp lên, nó sẽ không còn chạy cả plugin này nữa. Các bạn ấn nút Apply để chúng ta hoàn thành cái việc tắt này nhé. Và một ngày đẹp trời, chúng ta mở phương án thiết kế của mình lên. Chúng ta nhìn từng góc cạnh. Chúng ta trau chuốt cái thiết kế của mình để sao cho thật sự là đẳng cấp, thực sự là đẹp. Kiểm tra từng chi tiết. Đưa hết những ý tưởng của bạn vào trong công trình để làm sao tác phẩm lột tả hết được cái tính cách của chủ nhân. Chúng ta đang say sưa. Thậm chí chúng ta có thể bật lưới lên để kiểm tra lưới của đối tượng có ổn hay chưa. Đang say sưa. Và đột nhiên đây là chính là cái lỗi mang file các bạn này này. Cái lỗi này thì các bạn sẽ gặp rất nhiều lần trong rất nhiều các phần mềm khác nhau, hầu như phần mềm nào cũng bị cả. Bây giờ thì mình sẽ điểm qua những các vấn đề mà có thể gây ra cái việc mang file như thế này nhé. Hầu hết phần mềm đều sẽ gặp cái vấn đề như thế này các bạn nhé. Cách giải quyết nó như sau. Chúng ta vào trong phần My Computer, sau đó chúng ta tìm tới ổ C. Mình sẽ chuột phải và mình sẽ chọn là Properties. Trong cái kiểm này thì mình sẽ chọn là Disk Cleanup. Mình sẽ tích vào một loạt các cái kiểm ở đây. Sau đó mình sẽ bắt đầu cho nó chạy. Máy tính quét cái phần rác ở trong ổ C cho các bạn rồi đấy. Việc tiếp theo chúng ta cần làm đó chính là vào trong đề mục Desktop hoặc là Download, chúng ta xóa tất cả những thứ không cần thiết đi. Các bạn nhớ rằng là mọi thứ chúng ta để ở trong mục Document, Download hay là Desktop thì nó sẽ đều cho dung lượng vào OC cả. Trong trường hợp này thì mình sẽ xóa tất cả những thứ không cần thiết ở trong các vị trí này đi. Tất cả những file quan trọng thì mình sẽ để ở trong ổ cứng các bạn nhé. Xóa tất cả những file mà bạn thấy không cần thiết đi để cho dung lượng máy được nhẹ hơn. Và sau đó thì chúng ta có thể sang phần thùng rác và chúng ta quét rác ở trong cái thùng này.
Các bạn thấy không ạ? Tôi vào trong thùng rác nhé, tôi chọn tất cả và tôi xóa tiếp. Để cho nó triệt để hơn nhé, thì anh em có thể vào trong cái đề mục phần trăm, tem V phần trăm. Sau đó thì các bạn có thể chọn các đề mục trong này và chúng ta ấn nút xóa đi nhé. Những cái file hệ thống nó không thể xóa đi được thì chúng ta có thể ấn nút skip. Nguyên nhân số 2 của chúng ta đó chính là do dung lượng RAM của bạn nó nhỏ và nó không đáp ứng được những cái chương trình nặng như thế này. Cách giải quyết là các bạn chỉ có thể mua thêm RAM mới mà thôi. Và các bạn nhớ nhé, cái thanh RAM ấy các bạn cần phải mua để sao cho nó phù hợp với cái mền của các bạn. Không phải là RAM nào cũng có thể gắn vào với cái mền được đâu, chúng ta cần phải xem xét rất kỹ vấn đề này. Các bạn muốn biết dung lượng RAM máy tính của mình bằng bao nhiêu thì các bạn vào trong phần computer nhé. Sau đó các bạn chuột phải và các bạn chọn cho mình đề mục Properties. Máy của mình đang dùng RAM là 32GB này. Các bạn nhớ rằng là trong các phần mềm đồ họa thì nó rất là nặng, vì thế nên các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái máy có dung lượng RAM tối thiểu là 16 hoặc là 32GB. Nói chung là càng nhiều RAM thì sẽ càng tốt, bạn sẽ chạy được nhiều chương trình cùng một lúc. Rất có thể rằng driver của các bạn nó đang bị thấp rồi và chúng ta cần phải cập nhật cái driver mới nhất cho cặp hình này. Hoặc là đối với các chương trình về thiết kế kiến trúc, ví dụ như là SketchUp, 3ds Max, Photoshop, Revit, thì các bạn cần phải có một cặp hình tốt. Ở đây thì các bạn có thể tham khảo cái dòng gạc của GeForce GTX 1050 nhé. Tối thiểu mình sẽ dùng con này. Cặp màn hình thì nó sẽ giúp cho hình ảnh của chúng ta nó được mượt mà hơn và tránh việc giật và văng nhé. Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ phải dùng phần mềm diệt virus thôi, ví dụ như là CapSky hoặc là BKV. Do anh em xem phim XXX nhiều quá, vì thế nên cách giải quyết ở đây đó là các bạn có thể không xem hoặc là xem ở những trang nó uy tín nhé. Vì vậy nên chúng ta cần phải tách file khi các bạn vẽ nhé. Đừng vẽ một cái file mà nó có quá nhiều các thành phần. Ví dụ như ở đây, mình làm một cái quy hoạch quy mô rất lớn như này. Nếu mà mình để cái quy mô này và mình vẽ tất cả thì chắc chắn là nó sẽ văng cái file ngay. Vì thế nên trong trường hợp này, mình đã phải tách thành nhiều file rất nhỏ. Ví dụ như là khu vực nhà liên kề này, khu vực nhà lô này, rồi khu vực cái file liên quan đến giao thông này, rồi file liên quan tới địa hình này. Còn thấy không, mình tách rất là nhiều file nhỏ. Sau đó thì mình sẽ ghép lại với nhau và khi mà ghép lại rồi thì chúng ta chỉ việc render thôi. Các bạn mới học phần mềm SketchUp thì chúng ta hay có cái xu hướng rằng là lên trên mạng rồi copy một cái nguồn plugin bất kỳ vào, đúng không? Và sau khi copy vào thì màn hình của chúng ta nó sẽ sổ ra như này. Đây, nó cực kỳ được khủng khiếp luôn, đúng không các bạn? Nếu mà chúng ta để tất cả các plugin này cùng hoạt động thì chắc chắn là khả năng vẽ văng file nó rất là cao. Và rất có thể các plugin này nó cũng sẽ xung đột với nhau và nó sẽ làm cho bài vẽ của các bạn nó mất đi sự ổn định. Chúng ta biết plugin nào thì cài cái đó mà thôi. Hoặc là xóa bớt các plugin mà các bạn không rõ cái nguồn gốc đi nhé. Để tắt cái các plugin không dùng thì mình có thể làm như sau. Bạn sẽ vào trong phần Windows. Sau đó thì bạn vào trong phần Extension Manager. Mình sẽ tích vào kiểm Disable ở góc này này. Mình sẽ ngắt tất cả các plugin khởi động cùng với phần mềm SketchUp. Bây giờ thì mình lướt từ trên này xuống dưới và mình cảm thấy rằng plugin nào chúng ta dùng thì chúng ta bật lên thôi nhá. Ví dụ trong trường hợp này mình thích dùng plugin Miro thì mình tích vào kết nối Apply. Như vậy là xong. Nguyên nhân số 7 của chúng ta đó chính là do file thiết kế của bạn nó có quá là nhiều rác. Vì vậy nên chúng ta phải quét rác thôi. Quét rác trực tiếp ở trong file các bạn nhé. Ví dụ như là mình mở cái file mình đã vẽ lên nhé. Đây, các bạn thấy rằng là những cái file nó cái quy mô nó lớn như thế này.
thì chắc chắn rằng là cái lượng rác nó cũng khá là nhiều đúng không? Bình thường thì khi chúng ta chọn cái thuyền này này, chúng ta xóa cái thuyền này đi nhá. Thì chúng ta tưởng là xóa rồi nhưng mà nó vẫn trong cái bộ nhớ đệm của cái file này. Vì thế nên muốn xóa triệt để, dọn rác triệt để thì chúng ta phải dùng plugin. Và ở đây thì mình sẽ vào trong phần extension và mình chọn một cái đề mục gọi là view. Quá trình quét rác xảy ra và cái file của các bạn nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Ví dụ như là có những cái file mà mình đã từng vẽ nhá, có những file mà nó 100MB mà sau khi quét rác xong ấy nó chỉ còn khoảng tầm 10MB thôi. File nó cực kỳ nhẹ và khả năng giảm văng nó rất là cao. Ok, mình đã quét rác xong. Bây giờ mình sẽ thử lưu file nhá, file này. Và mình sẽ kiểm tra xem dung lượng nó giảm bao nhiêu nhá các bạn nhá. Ở đây thì mình sẽ so sánh file 12 và file 13. Đó các bạn thấy không? File 12 này có dung lượng là 115MB. Và file 13 có dung lượng là 44,2MB. Còn nếu mà chúng ta đã áp dụng 8 cái phương pháp của mình rồi mà nó vẫn gặp vấn đề thì chúng ta cần lời khuyên đầu tiên, đó chính là các bạn nên chăm chỉ đi đền chùa nhiều hơn nhá. Đền chùa này, tại địa phương này, thắp hương vào ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng và làm nhiều việc thiện tu thân tích đức nhá các bạn nhá. Lời khuyên số 2 này, đó chính là các bạn nên mua cái phần mềm SketchUp bản quyền nhá. Khi chúng ta mua bản quyền ấy thì chúng ta sẽ khắc phục được rất là nhiều những lỗi khác nữa các bạn nhá. Có rất là nhiều bạn hỏi mình cùng một cái câu hỏi như thế này. Ví dụ như cái thanh bên phải của chúng ta đây này. Cái khanh tray này này, chúng ta tắt nó đi nhá. Đấy, giả sử nó mất như này. Thế thì chúng ta lấy lại ở đâu? Thì rất đơn giản thôi. Các bạn vào trong phần video và các bạn tích vào cho mình cái đề mục này này. Thì mình có thể rằng là show try này. Show cái khay của mình ra. Sau đó mình tích đúp vào đây này. Nó sẽ nhảy vào trong cái vị trí phía bên phải này. Rất đơn giản. Trong trường hợp thì anh em muốn thêm các cái khay thì các bạn có thể vào trong phần try này. Và chúng ta có thể dùng các cái kiểm này để chúng ta thêm hoặc bớt các cái khay của mình. Ở đây thì mình bỏ cái thanh fork đi. So, try. Ok. Các bạn sẽ thấy là thanh fork của chúng ta nó không còn nữa đúng không? Man, what are you doing? Oh, motherfucker. No! Don't oh, shit! Oh!